bảo hiểm VNI đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường. Khi tham gia giao thông, chúng ta không lường trước được các rủi ro có thể xảy ra. Nhưng nếu trường hợp không may xảy ra tai nạn, va chạm với người, vật, phương tiện hoặc các tài sản khác làm phát sinh các chi phí bồi thường như tiền viện phí, điều trị phẫu thuật, trả tiền bảo hiểm cho những thiệt hại về sinh mạng, sức khỏe, tiền sửa chữa, đền bù phương tiện bị hư hỏng hay tiền sửa chữa, thay thế tài sản bị thiệt hại khác. Nhưng nếu bạn mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của VNI cho ô tô hoặc xe máy, thì VNI sẽ đồng hành cùng bạn chi trả bồi thường. Thiệt hại về người lên tới 150 triệu đồng một người một vụ tai nạn. Thiệt hại về tài sản do xe ô tô gây ra tối đa 100 triệu đồng một vụ tai nạn. Thiệt hại về tài sản do xe máy gây ra tối đa 50 triệu đồng một vụ tai nạn. Bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô xe máy là bảo hiểm bắt buộc chủ xe máy, xe ô tô phải có khi tham gia giao thông theo quy định của nhà nước. Vì là bảo hiểm bắt buộc nên khi tham gia lưu thông trên đường, nếu lực lượng chức năng kiểm tra mà bạn không xuất trình bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực thì mức xử phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Vì vậy, để vừa tuân thủ đúng pháp luật, vừa giảm bớt gánh nặng kinh tế khi có rủi ro xảy ra thì bạn hãy nhớ mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự ô tô xe máy nha. Ngoài ra, bạn có thể mua thêm bảo hiểm tai nạn lái phụ xe và người ngồi trên xe để bảo vệ cho chính mình và những người khác đi cùng trên xe, với mức phí thông thường chỉ từ 10.000 đến 50.000 đồng một người. Với một khoản chi phí nhỏ, nhưng khi có tai nạn xảy ra, người ngồi trên xe được đền bù lên tới 50 triệu đồng một người. Hiện nay, ngoài sử dụng giấy chứng nhận bảo hiểm bản giấy, thì bạn có thể sử dụng giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử của VNI để tiến hành mua và sử dụng giấy chứng nhận điện tử. Bạn có thể tiến hành mua ngay trên app MyVNI Client, trên website www.ebhfk.com.vn hoặc quét mã QR code với những tiện ích như sở hữu bảo hiểm trách nhiệm dân sự ngay với vài thao tác rất đơn giản, thanh toán online nhanh chóng, thuận tiện và an toàn, nhận giấy chứng nhận điện tử siêu tốc qua email, điện thoại, lưu trữ chứng nhận bảo hiểm dễ dàng, không lo thất lạc. Hãy mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của VNI, an tâm cùng bạn trên mọi nẻo đường. Nhấc máy gọi ngay chuyên viên tư vấn tại các trạm đăng kiểm và công ty thành viên của VNI để được phục vụ tốt nhất theo từng khu vực, hoặc hotline 1900 969690. Bảo hiểm hàng không VNI, vững niềm tin, chắc tương lai.